Và xin chào các anh chị khách hàng yêu quý của Belo Thế Tổ. Về trong video clip ngày hôm nay thì Belo sẽ cùng với các anh chị chúng ta sẽ cùng đập hộp một phiên bản gọng kính mông lăng với mã hiệu là MB0038O số 1002, một vàng bóng rất là sang trọng và chắc chắn rồi. Đây sẽ là một màu mà được rất là nhiều các anh chị yêu thích khi mà lựa chọn những cái chiếc gọng kính mông lăng để chúng ta đeo hay là chúng ta tặng bạn bè cô chú anh chị của chúng ta. Và đây cũng sẽ là một video clip mà Belo muốn show cho anh chị xem một sản phẩm mà gọng kính mông lăng chính hãng và phân phối chính thức tại Việt Nam nó sẽ như thế nào. Và Belo muốn nhấn mạnh vào điều này, nó là hàng chính hãng và không chỉ có là hàng chính hãng mà nó còn được phân phối chính thức. Cái này thì nó sẽ giúp cho các anh chị được gì? Chúng ta sẽ nhận được đầy đủ tất cả những cái chế độ bảo hành từ phía nhà phân phối chính hãng của gọng kính mông lăng tại Việt Nam. Đó chính là cái chế độ bảo hành 12 tháng với cái lỗi của nhà sản xuất. Rất là ok và yên tâm. Rồi, và một chiếc hộp gọng kính tiêu chuẩn của Mont Blanc trong năm 2021 của chúng ta nó sẽ dạng như thế này, một dạng túi rất là tinh tế của Mont Blanc. Và nếu mà các anh chị là một người yêu thích thương hiệu Mont Blanc thì chúng ta có thể thấy là hãng Mont Blanc luôn luôn cho chúng ta những cái kiểu hộp rất là sáng tạo, như là hộp gấp của cái thế hệ năm 2016, 2017 và đến năm 2020, 2021 thì họ sẽ chuyển sang một cái hộp túi với những cái đường chỉ rất là tinh tế như thế này. Rồi, và đây cũng sẽ là trọn bộ những cái phụ kiện đi kèm với những chiếc kính Mont Blanc chính hãng phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ có khăn Mont Blanc được rất là gọn gàng như thế này. Đây là khăn với cái chất liệu vải microfiber để giúp cho chúng ta lau kính được một cách sạch hơn. Đó. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ đi kèm với một chiếc kính này. Để lâu sẽ lấy hết những cái phụ kiện này ra để có thể show cùng các chị xem. Rồi, và tiếp tục chúng ta cũng sẽ có được một cái thẻ chứng nhận hàng chính hãng này. Genuine Guaranteed từ phía nhà phân phối này. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ gồm có bốn phụ kiện tất cả. Chúng ta sẽ có một cái bộ bịt đầu ốc này và những cái gioăng này và những cái con vít này để khi mà chúng ta lắp những cái tròng kính theo số độ của chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng những cái đậu bịt đầu ốc và những cái con vít này vào. Và đây chúng ta sẽ đi kèm với khăn lau kính này, chúng ta sẽ đi kèm với thẻ chứng nhận hàng chính hãng này, và Belo cũng sẽ vào tên các anh chị này cũng như là đóng con dấu của Belo vào đây để giúp cho anh chị nhận được cái chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng ở trên toàn quốc này. Và chiếc kính, mỗi chiếc kính Mont Blanc của chúng ta thì sẽ được đều được đi kèm với một cái tem như thế này, thì sẽ có chúng ta sẽ nhận được là mức giá niêm yết chính hãng phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam cho phiên bản MB0038O55 màu 002 này tại thị trường Việt Nam nó là 13 triệu 500 nghìn đồng. Đây là mức giá niêm yết chính thức tại thị trường Việt Nam. Các anh chị có thể truy cập vào đường link mà Belo để ở trong phần mô tả để chúng ta có thể xem được cái mức giá sale rất là tốt, và nó sẽ giúp cho các anh chị chúng ta dễ mua hơn đối với cái phiên bản gọng kính Mont Blanc này. Ok, rồi và đó cũng là những cái phần tác giá này, và ở trên phần tác giá này thì chúng ta sẽ có một cái tem chống hàng giả đã là chứng thực đây là sản phẩm phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam và đã đăng ký với cả Bộ Công an để giúp cho chúng ta cực kỳ là yên tâm, và kết hợp với cả thẻ bảo hành đi kèm như này nữa thì có thể nói là các anh chị sẽ không còn một chút gì lăn tăn khi mà chúng ta mua sắm những cái phiên bản kính hàng hiệu chính hãng phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Và đương nhiên rồi, đây là những cái sản phẩm mà chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ tất cả những cái phụ kiện cũng như là những cái giấy tờ hóa đơn đỏ đi kèm, và đó là khi mà các anh chị mua hàng thì 100% những đơn hàng Belo cũng sẽ đều xuất hóa đơn đỏ cho các anh chị, chúng ta mua về làm quà tặng cho công ty cũng rất là thoải mái. Rồi, và quay trở lại với phiên bản gọng kính MB0038O002 của chúng ta, thì với MB0038O chúng ta sẽ gồm có hai cái phối màu tất cả, với phối màu kiểu hoàn thiện là silver hay là platinum, màu bạch kim hay là màu bạc. Và ở đây chúng ta sẽ có phối màu 002, nó là phối màu hoàn thiện kiểu vàng gold. Và với cái thiết kế MB0038O này thì chúng ta sẽ được chiên hai cái tông màu, hay là chúng ta hay gọi là demi á, thì chúng ta sẽ có một phần trên của càng kính của chúng ta nó sẽ được sử dụng vật liệu thép không gỉ và được mạ màu vàng gold này, và phần chuôi kính của chúng ta cũng sẽ được thân là lõi thép không gỉ, và chúng ta sẽ được áp dụng cái công nghệ mạ PVD rất là bền màu, cho chúng ta một màu đen tuyệt với kiểu hoàn thiện đen bóng rất là sang trọng ở đây. Và chuôi của MB0038 cũng là một cái chuôi đặc trưng cho những cái dòng mông lăng trong năm 2021, với kiểu thiết kế chuôi đặc trưng và những cái thiết kế kinh điển của mông lăng cũng sẽ được áp dụng trên phần chuôi này. Và ở phần gối kính của chúng ta thì rất là quen thuộc với hình dạng ngôi sao 6 cánh, biểu tượng đặc trưng
icon đặc trưng của Mông Lăng. Và có thể nói thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái biểu tượng ngôi sao 6 cánh này màu trắng trên nền đen thì chúng ta đã nhìn được đấy là một cái sản phẩm từ thương hiệu Mông Lăng rồi, rất là tuyệt vời. Và các anh chị có thể thấy là những cái đường nét hoàn thiện của trên phần càng kính, đầu càng kính của Mông Lăng MB0038 của chúng ta cũng rất là tuyệt vời. Ở đây chúng ta sẽ có cái icon ngôi sao 6 cánh của Mông Lăng sẽ được áp dụng ở hai bên gối kính này. Rồi, và cầu kính của chúng ta cũng sẽ được hoàn thiện theo kiểu màu vàng bóng, rất là sang trọng và rất là tinh tế. Ve của chúng ta cũng sẽ được sử dụng ve trong khá là tương đồng với cả Cartier. Chúng ta vẫn sẽ có được cái icon đặc trưng của Mont Blanc ở trên phần thân ve này, rất đẹp, rất đẹp. Và một số những cái thông tin ở phần phía bên càng trái của Mont Blanc MB0038 thì chúng ta sẽ có mã model này MB0038O002 và thông số kỹ thuật của kính này, chúng ta sẽ có 55 mm cho bề ngang của tròng kính, chúng ta sẽ có 17 mm cho cái độ dài của cầu kính, và chúng ta sẽ có càng 145. Đây là một cái thông số kích thước cực kỳ là phù hợp cho khuôn mặt người châu Á, người Việt Nam của chúng ta. Và với cái phiên bản lọ kính Mông Lăng MB0038 này thì nó cũng có một cái độ cao của mắt kính rất là tuyệt vời, để giúp cho chúng ta có thể yên tâm chúng ta lắp những cái tròng kính đa tròng hay là tròng kính chống mỏi từ Essilor và của Pháp, một thương hiệu của Pháp và thương hiệu Mông Lăng của Đức, để chúng ta hoàn thiện được nên cái combo gọng kính cùng với tròng kính của chúng ta rất là tuyệt vời. Và ở phần phía dưới của gối kính thì chúng ta có thể thấy những cái mã series của riêng chiếc kính này, đảm bảo cho các anh chị luôn yên tâm. Đây là sản phẩm chính hãng và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Và vừa rồi thì Belo cũng vừa đập hộp nhanh cho anh chị xem cái phiên bản MB0038O phối màu 002. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có phối màu Silver. Phối màu Silver cũng đã cập bến Belo Lê Hải Tổ để các anh chị có thể thỏa sức lựa chọn. Và cả hai phiên bản này thì đều đang có mức giá niêm yết là 13 triệu 500 nghìn. Phiên bản màu Silver của chúng ta sẽ có mã màu là 001, còn phiên bản màu vàng gold của chúng ta sẽ là mã màu 002. Và Belo cũng sẽ cố gắng thực hiện những cái video clip đập hộp phiên bản phối màu bạc lên cho các anh chị chúng ta có thể tiện tham khảo nhất. Belo rất là mong nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của anh chị khách hàng yêu quý của Belo ở trên cả nước. Và các anh chị cũng lưu ý là tại Belo thì chúng tôi cũng sẽ có đầy đủ tất cả những cái dịch vụ về kính thuốc như là đo thị lực tiêu chuẩn quốc tế miễn phí với hệ thống máy đo hoàn toàn tự động. Cùng với đó chúng tôi cũng sẽ có những cái dịch vụ mà lắp kính lấy ngay chỉ sau 20 phút, áp dụng với những cái tròng kính có sẵn, với những cái tròng kính chống mỏi hay Eisen, Essilor Eisen hay là tròng kính đa tròng Essilor Varilux, thì chúng ta sẽ cần phải có thời gian để chúng ta đánh tròng. Thì với những cái tròng đánh đó thì chúng ta cũng sẽ được Belo đo đạc rất là cẩn thận với những cái thiết bị chuyên dụng của hãng, cùng với đó là những kỹ thuật viên khúc xạ giàu kinh nghiệm của Belo thì chắc chắn sẽ làm cho anh chị hài lòng và xóa tan được đi những cái nỗi lo của các anh chị khi mà chúng ta đã từng được lắp đa tròng ở các bên rồi nhưng không đeo được. Thì Belo có thể khẳng định với các anh chị là với những kinh nghiệm của Belo và những cái thiết bị mà hãng Essilor cung cấp cho Belo thì chắc chắn là khi mà các anh chị đã đến và sử dụng dịch vụ đo thị lực và các anh chị lắp bắt đa tròng Essilor tại Belo thì chắc chắn là các anh chị sẽ đeo được một cách rất là thoải mái. Và rất là cảm ơn sự theo dõi của các anh chị trong video clip ngày hôm nay. Rất mong sớm được gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Anh chị nhớ nha, chúng ta sẽ có thể qua được Belo Lê Hải Tổ thì chúng ta thử được rất là nhiều các mẫu kính gọng kính chính hãng phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam tại Belo, cũng như là sử dụng những cái dịch vụ rất là tuyệt vời như trên tấm cát này. Rồi, và rất là cảm ơn sự theo dõi của anh chị, và Belo xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.